trận đấu Mike Tyson và Roy Jones khiến chủ tịch UFC bất ngờ. Chủ tịch Dana White đã có những chia sẻ về màn so găng sắp tới của Mike Tyson và Roy Jones. Vào ngày 28 tháng 11 tới đây, Mike Tyson sẽ đánh dấu màn tái xuất bằng màn so găng với Roy Jones. Trận đấu giữa cả hai dự kiến kéo dài 8 hiệp, 2 phút một hiệp, được tổ chức tại Staples Center ở Los Angeles, California. Trong cuộc báo sau sự kiện UFC 255, Chủ tịch Dana White đã có những chia sẻ khi cánh phóng viên đặt câu hỏi về dự đoán kết quả trận đấu. Tôi không biết nữa, rất khó để đưa ra quyết định. Bạn biết đấy, mấy ai nhớ được lần cuối cùng họ thượng đài là khi nào? Dana White cho hay. Theo quy định của Ủy ban Thể thao California, Tyson và Roy Jones sẽ không được phép hạ knockout đối phương. Điều này khiến chủ tịch UFC không khỏi bất ngờ. Không có knockout ư? Hai người họ không được hạ knockout à? Làm cách nào để tuân thủ quy định đó? Người đứng đầu UFC cười phá lên. Trước đó thì Andy Foster, giám đốc điều hành Ủy ban Thể thao California khẳng định tính chất trận đấu giữa Mike Tyson và Roy Jones không thể vượt quá ranh giới giao hữu. Chúng tôi không thể đánh lừa công chúng rằng đây là một trận đấu thực sự. Họ có thể nhập cuộc máu lửa một chút, nhưng tôi không muốn ai bị thương cả. Đó là một trận giao hữu. Hai người họ có thể phô diễn kỹ năng boxing của mình. Nhưng tôi không muốn họ gắng hết sức để gây chấn thương cho nhau. Họ sẽ chiến đấu hết mình, nhưng sẽ không một ai bị hạ knockout. Foster chia sẻ trên Boxing Screen. Bất chấp quy định đề ra, cả Mike Tyson lẫn Roy Jones đều manh nha ý định khiến đối phương nằm sàn. Được biết nếu trận đấu đi quá giới hạn cho phép, trọng tài sẽ ra lệnh kết thúc bất kỳ lúc nào. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tyson là một trong những tên tuổi lớn nhất, nhưng Holyfield giỏi hơn. Không phải những cú đấm của Mike Tyson đã tạo nên cơn ác mộng với Brian Nelson, đó là một thứ khác. Và võ sĩ người Đan Mạch cũng không phải là người đầu tiên nhận ra, võ sĩ thép sử dụng nhiều vũ khí hơn là hai cánh tay của mình trên võ đài. Nelson khẳng định rằng một cú húc đầu làm rách mí mắt của mình đã khiến anh không thể chấm dứt sự nghiệp của Tyson trong trận đấu vào năm 2001 giữa họ. Tyson đã dùng đầu và húc vào tôi 4 lần. Bạn thấy mắt của tôi chứ? Anh ta húc vào tôi. Nếu không vì vết thương ở mắt, tôi đã đánh bại anh ta. Tôi chắc chắn như thế. Nelson khẳng định với Sky Sports. Điều này giống như một sự náo loạn. Nhưng tuyên bố của Nelson cũng không hẳn chỉ để gây cười. Bởi vì đây là thời điểm điên rồ trong phần sau của sự nghiệp Tyson. Võ sĩ người Mỹ đã thua 3 trận trước cuộc so tài với Nelson. Và anh cũng thất bại ở cuộc so tài sau đó với Lennox Lewis. Tay đấm người Đan Mạch có lý do để bào chữa cho thất bại, nhưng anh cũng không thể quá lạm dụng nó. Cú húc đầu của Tyson tạo nên vấn đề, nhưng chính những pha ra đòn bằng tay của anh cũng làm đối thủ choáng váng. Mọi người đều nói với tôi rằng Tyson rất khó, nhưng không phải vậy. Mỗi lần anh ta đấm mạnh vào mắt trái tôi không thể nhìn thấy gì. Anh ta sẽ không thể hạ gục tôi vì tôi chịu được những cú đòn đó. Anh ta đấm rất mạnh, nhưng không đủ để knock out được tôi. Sau trận thua Tyson, Nelson cũng từng thất bại trước Evander Holyfield vào năm 2011. Anh đã có sự so sánh về hai huyền thoại mà mình từng đối đầu. Tyson là một trong những tên tuổi lớn nhất của hạng nặng, nhưng Holyfield giỏi hơn. Holyfield là một võ sĩ xuất sắc hơn nhiều, và anh ta cũng có cú đấm rất mạnh. Tôi đã đấu được 10 hiệp với anh ấy. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Cuộc so tài hấp dẫn nhất quyền Anh hạng nặng. Ở trình độ nhà nghề thế giới, các võ sĩ đều tương đồng với nhau về thể chất lẫn kinh nghiệm. Sự khác biệt tạo nên chiến thắng bắt nguồn từ việc nghiên cứu phát triển sở trường bản thân và đục khoét sở đoản của đối thủ. Đầu tiên nên xét đến hai trận đấu có kết quả trái ngược nhau với các nhân vật chính có nhiều nét tương đồng nhau. Đó là hai trận đấu của Joe Frazier và Muhammad Ali và trận đấu giữa Mike Tyson và Lennox Lewis. Những điểm tương đồng: Muhammad Ali và Lennox Lewis chẳng cần phải nói quá nhiều cũng có thể nhận ra rằng cả hai huyền thoại đều là những võ sĩ có thể hình rất cao lớn với sải tay dài. Bên cạnh đó, lối đánh chủ đạo bằng kiểm soát cự ly với lối đánh thuộc giơ lùi phòng thủ phản công và gây sức ép bằng các combo là những yếu tố làm nên hai tay đấm này. Các trận đấu của hai huyền thoại thường đi theo các kịch bản.
kiểm soát cự ly, duy trì điểm số trong khoảng 3 đến 4 hiệp đầu tiên hoặc 6 hiệp. Chỉ bắt đầu tấn công tổng lực khi đã buộc được đối thủ bước qua ngưỡng an toàn để giành ưu thế điểm số. Mike Tyson và Joe Frazier, cả hai huyền thoại này đều có chiều cao khiêm tốn ở hạng nặng. Dù vậy, họ đã biến khuyết điểm này trở thành sức mạnh khi luôn tận dụng kỹ thuật cúi thấp khiến họ đã lùn lại càng lùn hơn, khó đánh trúng hơn. Họ cũng là những tay đấm rất đáng sợ ở cự ly gần bởi những cú đấm móc, đấm xúc. Cũng từ những điểm tương đồng đó, trận đấu giữa Joe Frazier và Muhammad Ali và trận đấu giữa Mike Tyson và Leonard Lewis cũng đi theo kịch bản khác nhau. Tay đấm thấp hơn chọn chiến thuật cúi thấp để dồn ép, trong khi đó thì các tay đấm có thể hình lớn dùng jab là chủ đạo và kiểm soát trận đấu và tránh đợi đòn không cần thiết. Vì nhận ra khả năng chơi đòn xúc của Muhammad Ali là không quá đặc biệt, Frazier quyết tâm khoét sâu điểm yếu này. Ông chọn chiến thuật cúi thấp người, tận dụng thể hình thấp nhỏ của ông làm lợi thế khiến cho những cú jab, cú hốc của Muhammad Ali không có đất dụng võ. Để bắt chẹt được Joe Frazier lùn tịt đang chui nấp ở phía dưới, Ali buộc phải dùng các đòn xúc, những đòn đánh sở đoản của ông. Vừa bị dồn ép vừa áp lực, vừa không thể tung ra những món đòn sở trường, Muhammad Ali dần rơi vào bế tắc. Thậm chí võ sĩ huyền thoại cũng không thể áp dụng chiến thuật ôm ghì một cách hiệu quả bởi Frazier chui quá thấp. Chiến thắng đã thuộc về Joe Frazier bởi vì ông đã biết địch biết ta trước khi gặp huyền thoại Muhammad Ali. Trái ngược với Muhammad Ali, Leonard Lewis là một huyền thoại ở thời kỳ sau, sau đó ông cũng được chuẩn bị kỹ năng toàn diện hơn. Hơn nữa, khả năng đánh đòn xúc của Leonard Lewis cũng là ở mức tốt, dù có thể không đạt ngưỡng xuất sắc như những cú jab hay cú thẳng phải của ông. Mike Tyson không thể đe dọa bất cứ ai nếu ông không bước vào cự ly đổi đòn. Để có thể bước vào được cự ly đổi đòn với Leonard Lewis, ông cần phải vượt qua cú đòn jab của Lewis. Tuy nhiên, tốc độ và sải tay không phải là lợi thế của Mike Tyson trước huyền thoại người Anh. Vì vậy, ông không thể dùng footwork, cũng không thể chịu đấm ăn xôi mà bước vào khi cánh tay phải của Lewis cứ trực chờ ở cự ly tử thần. Bài cuối cùng của Mike Tyson có thể áp dụng là kết hợp kỹ thuật chui và lách. Nhưng ở kỹ thuật lách, Mike Tyson vẫn có khả năng lãnh đòn ở 6 đòn đánh của Lewis. Khi đó thì ở kỹ thuật chui thấp, thứ duy nhất ông phải đề phòng là đòn xúc. Tuy nhiên đáng tiếc thay, Lewis cũng là một bậc thầy của đòn đấm khó chịu này. Nếu xét về chiến thuật chui thấp và lách né của Mike Tyson là không sai, nhưng ông vẫn không thể vượt qua vũ khí phòng thủ cuối cùng của Leonard Lewis là đòn xúc uppercut. Có thể thấy rằng Lewis và Tyson hay là Frazier và Ali đều là những trận đấu có màu sắc tương đồng nhau. Sự khác biệt chỉ đến từ một chi tiết rất nhỏ trong chiến thuật của hai trận đấu, đòn uppercut. Chính vì vậy có thể kết luận rằng, boxing nhà nghề không còn là cuộc chơi của thể chất nữa, nó còn là cuộc chơi của chiến thuật và cự ly tỉ mỉ trong khâu chuẩn bị. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.